Đây, để chào các bạn nha. Hôm nay ở nhà nên là sẽ dạy các bạn cách mà chế những cái món mà dụng cụ từ chai nhựa mà. Đây từ những cái chai nhựa đây, những cái chai đây thành một cái bộ tưới rau và rửa xe trạm cấp nữa các bạn. Bây giờ mình làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nghe. Rất là hay nha các bạn. Đây là những cái dụng cụ mà mình nhặt từ ở về chai về không các bạn. Đây bạn coi nè. Đây là những dụng cụ của mình đây, chai nước và đây là những thứ mà bỏ đi không á, chai nước và này nữa. Bây giờ mình sẽ làm cách nào, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Một bộ rửa xe và tưới rau. Mình đã cắt xong hết ra rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái kim nhỏ này các bạn. Kim nhỏ này mình sẽ chích từng lỗ ở đây. Lỗ cái nắp. Sau khi mình đã đục lỗ mà mình khoan những lỗ nhỏ này các bạn là xong một cái đầu. Đây mình có cái vít nữa. Bây giờ mình lấy cái vít mình sẽ làm tiếp tục thêm một đầu khác. Đầu này là đầu để rửa xe. Bây giờ mình sẽ cắt khúc này ra. Mình sẽ khoan một lỗ ở đây. Mình sẽ nhét vào như vậy các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ chế xịt keo vào. Tiếp theo đó là mình sẽ lắp ráp cái bồn nén khí của mình là vào đây nha các bạn. Thank you.
vậy. Giờ mình sẽ nhét nhét ống vào đây. Rồi mình cho cái keo đây nè. Ok, đây là một cái đầu đây mình có hai cái nắp, tụt hai nắp này các bạn, mình sẽ khoét hai cái nắp là có hai lỗ như vậy nè, và mình sẽ úp lại hai nắp lại với nhau như vậy nha các bạn. Bây giờ nè, mình mới khoét được một cái nè, để tụt nhớ khoét như vậy, mình sẽ úp lại hai cái nắp như vậy lại với nhau, khoét thêm một cái bên đây nữa. Đây. Sao các bạn, đây mà mình dán đây, đây là thêm một cái đầu nữa các bạn. Bây giờ tiếp tục là cái này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đục thêm một mớ lỗ này nữa. Mình sẽ đục lỗ như vậy các bạn. Đây, như vậy đây. Thêm một đầu ở đây. Đây. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ lắp ráp hoàn thiện là cái đầu bơm của mình này nha các bạn. Đây là những dụng cụ mà để mình tưới rau và rửa xe đây, là những dụng cụ như thế này. Đây, bây giờ tiếp tục giờ mình sẽ lắp ráp cái này vô. Đây mình đã nối xong rồi các bạn. Đây là đầu như vậy. Mình đã nối vô là xong rồi, hoàn thành. Bây giờ mình sẽ lấy dây mình cột quấn cái này lại nha các bạn. Đây là một cái đầu súng của mình đây. Đây đầu súng mình là rất rất tuyệt vời, rất đẹp các bạn. Đây. Đây là cái đầu này là cái đầu ống bét, bét này bét nén khí. Mình sẽ lắp vào cái đầu ở góc bên kia. Là mình để cho nó nén khí bên kia. Đây. Còn cái này là cái đầu xịt, cái đầu nữa mình cầm xịt cây nè. Có cái van nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử các bạn coi nha. Đây là những dụng cụ nè, đây là những cái đầu của mình, đầu rửa xe đó bạn, đầu để rửa xe máy, còn đầu này là đầu bên tưới khi mình lắp đây nè, khi mình lắp đây nè, đó không, giả sử mình xịt xong rồi khi mà không cần nữa thì mình sẽ tháo ra, và mình sẽ lắp cái đầu này vào, đó, lắp đầu này vào để mình xịt sửa xe, còn cái đầu này là đầu đôi này, là tại sao mình dán hai này lại với nhau như vậy và cái này như vậy. Khi cái này mình đã gắp hai đầu lại với nhau nè. Đây là khi lúc mình không muốn tưới nữa các bạn, thì mình sẽ bạn hai đầu lại với nhau, mình sẽ mở van ra, mình sẽ mở van rồi mình sẽ để cho nó nằm dưới đất luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình sẽ test đây. Bây giờ mình cột lại đó. Đây hồi nãy do lỗi kỹ thuật các bạn, cho nên mình mới chế lại cái đầu này. Nãy mình mới mở vòi lên thôi mà nó bắn ướt đầy người mình luôn. Bây giờ mình chế thêm cái đầu này nữa. Và thêm một cái đầu T này nè, một cái đầu giảm xuống và đầu này nữa để mình gắn vô như vậy. Đó. Hãy
chứ đâu ơi. Mở lại chưa? Mở ra. Bị lỡ pha lỗi. Bị lỗi nữa rồi. Từ nhảy đi, nhảy từ từ. Là bị lỡ pha các bạn ơi, từ từ bị lỡ pha đó rồi. Đây, cái vòi tưới rau của mình nè các bạn. Tưới đi. À, cái lỗ chắc nó hơi bị ấy á, cái hồi lỗ hơi to rồi. Để mình sửa lại coi. Đó. Hỏi dục còn thêm một đầu nữa này các bạn. Cái vòi này là để mình rửa xe các bạn. Đó. Phải mặn luôn. Thôi thì cũng rồi đấy mà. Được hơi mặn luôn. Bây giờ một con đưa về các bạn. Đó, thì rửa xe bỏ tới luôn. Và hơi bị tuyệt vời luôn các bạn. Ra là thịt người bây giờ. Thấy mặn các bạn. Một đầu mà mình vừa tưới rau mà vừa rửa xe luôn nha các bạn. Rất là hay. Rồi mình khóa lại. Đưa cái chai, coi. Cái này mà mình bị lỗi nè. Cái này là lẽ mình khoan thêm ít lỗ thôi. Cái này cũng là một dạng như là mình tưới rau dưới đất á. Nếu giả sử mà mình không có muốn mà cầm xịt á là mình sẽ mở cái van ra. Cái này là mình đục hơi bị nhiều lỗ các bạn. Nếu mà các bạn nào mà ấy các bạn đục thêm ít lỗ. Như cái này là mình để nước chảy bình thường nè, rất là nhẹ nhàng, rau không bị sao hết. Đó thấy chưa? Rất tuyệt vời. Rất là đẹp luôn. Đây là công dụng của một cái đầu mà mình dùng hết 3 loại luôn các bạn. Đó, 3 loại tưới luôn, rất là hay, rất tiện dụng, các bạn muốn loại nào cũng được hết á. Nước rất là mát, rất là đẹp. Các bạn thấy không, rất là đều, nước vẫn chạy nhẹ, không có mặn. Đó. Và mình có nối, mình thích là mình tháo ra. Thôi khóa, rồi khóa lại. Đó, hết xong. Kỳ công thì chưa đến giờ. Đây là những cái súng thành công của mình đây. Xài 3 loại. Đầu này mình thích thì mình tháo ra đầu này ra. Cái bòi, cái đầu rửa xe của mình đây. Đi ra. Đây, đầu rửa xe của mình đây. Đó các bạn. Ok. Và cái đầu này tiếp theo là cái đầu này, đầu tưới rau, tưới hoa. Các bạn coi. Đó. Rất tuyệt vời các bạn. Rất là ra mà không sợ rau bị dập. Nhưng mà đó. Muốn nhỏ các bạn, muốn nhỏ, muốn mạnh có mạnh. Muốn mạnh, muốn nhỏ cũng được hết. Tắm người luôn các bạn nha. Đó, và tắm người rồi luôn nè. Rất tuyệt vời. Không sao hết, đây cũng giống như một cái vòi xe tắm người luôn các bạn. Đó, quá tuyệt vời các bạn. Để gì mà lại muốn chia sẻ các bạn về cái
cái đầu mà đầu tưới đa năng của mình nha các bạn. Một đầu ba người luôn, một đầu này mà mình dùng ba loại luôn, mình tưới, mình rửa xe và mình tưới rau và mình tưới tự động cũng được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha.